Hello, xin chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nha. Ok, và đêm nay nó mới ra mắt một vị tướng mới thôi. Và hiện tại mình mới ngủ dậy. Hiện tại bây giờ là 4 giờ sáng nha. Và nói chung thì rất là xin lỗi anh em vì cái giọng nói của mình mới ngủ dậy thì nó có vị khác đi nha. Ok, đây là mình sẽ vào mình show luôn này. Xem luôn là tướng mới ra mắt là con nào. Đó, ấn một phát là tất cả đây. Đây là một vị tướng Roma, đúng không nhỉ? Roma. Thì chắc anh em cũng nhờ anh em biết rồi vì các kênh YouTube khác nó làm qua về, nói chung thì người ta cũng làm qua về cái vị tướng này rồi. Nhưng mà thật sự thì nó mới cập nhật ở bản thử nghiệm liên quân. Và chắc chắn anh em sẽ được thử nghiệm thôi nếu mà anh em có cái bản test này. Nếu về ấn về vị trí đỡ đoàn thì vị tướng này không có mặt này. Đấu sĩ không có mặt luôn. Sát, à đây, đấu sĩ có mặt này. Sát thủ có mặt, ok. Thế là hiểu rồi, vị tướng này đấu sĩ và sát thủ. Ấn vào nha. Wow. Rồi, xuất hiện với ngoại hình với cả phong cách của thanh niên này, kiếm khách tài ba này, thì nói chung thì nó rất là đơn giản, không được màu mè như tất cả các vị tướng khác. Đó, nó chỉ vừa xuất hiện phát là đứng yên một chỗ rồi. Ok, nhìn có vẻ là rất là bí hiểm nha. Rồi, đây là một vị tướng sát thủ và kiêm với đấu sĩ, đấy là hai vai trò quan trọng. Rồi mình sẽ giới thiệu qua về chiêu thức của nó này. Đầu tiên đối với nội tại của nó là đao quyết. Nội tại sau mỗi 5 giây, đòn đánh kế tiếp của Roi Ma sẽ phóng ra kiếm khí gây 198 sát thương vật lý, đồng thời giảm tốc độ chạy của các mục tiêu chúng chiêu đi 50% trong 2 giây. Nạn nhân cuối cùng chúng chiêu sẽ phải chịu 50% sát thương vật lý. Ok, cũng khá là khỏe nhờ, cái nội tại của nó này thì nó có bá quá nhờ. Ok, chiêu đầu tiên của nó là lấy lùi làm tiến. Hồi chiêu trong 8 giây nhờ. Roma nhảy lùi lại để tung một đường kiếm cực mạnh gây 250 cộng 206 sát thương vật lý lên kẻ địch lân cận. Nếu chiêu thức này sát thương tướng địch sẽ khiến thời gian hồi chiêu của xoáy kiếm được giảm 3 giây. Ok, wow, được hẳn giảm hẳn 3 giây nếu mà cái chiêu thức này sát thương tướng địch sẽ khiến thời gian hồi chiêu. À, cái chiêu này nó có thể giờ giảm thời gian hồi chiêu khi mà anh em sử dụng chiêu thức nha. Hiệu ứng này không cộng dồn. Chiêu thứ hai của nó là một đao bổ đôi, nghe có vẻ là rất là bá đạo. Roma tung kiếm gây 330 cộng 349 sát thương vật lý lên kẻ địch đầu tiên chúng phải và 50% lượng sát thương đó lên các mục tiêu sau. Nạn nhân cuối cùng chúng chiêu sẽ bị choáng 1 giây. Chiêu này không chế tốt này, choáng 1 giây là khá là cao đấy, không tưởng không phải mấy giây, chứ 1 giây này thì bá quá nhở. Rồi chiêu cuối của nó này là loạn đao. Roma đâm kiếm liên tục 4 lần, nghe có vẻ giống ra fit nhỉ, đúng không anh em? Mỗi đợt gây 140 đến 115 sát thương vật lý. Mỗi cú đấm trúng tướng địch giúp Roma hồi 70 cộng 57 máu. Chiêu này trúng tướng địch thì anh em có thể hồi máu nha. Một vị sát thủ và cũng như đấu sĩ rất là bá đạo, mới ra mắt thôi. Và cũng như là cái thường thường anh em biết rồi, Murat, nói chung thì các vị tướng nào ra mắt ở bản chính thì trong bản thử nghiệm sẽ thay thế bằng một vị tướng mới thôi. Đó, thì sáng nay thì mình sẽ làm một clip, hai clip về vị tướng này. Đó là clip về trang bị và cũng như là chơi test thử nha. Hiện tại bây giờ đang là 4 giờ 7 phút sáng thì tìm trận đấu của cái bản thử nghiệm Liên Quân Mobile nó rất là khó khăn. Chắc là chỉ được đánh với máy thôi, thế nên là mình cũng không muốn đánh với máy đâu. Để tầm 6-7 giờ bắt đầu mình sẽ tìm kiếm trận ở cái bản thử nghiệm. Và trưa nay mình sẽ cố up clip cách chơi vị tướng này nhá. Ok, về trang bị của nó này. Đây là trang bị mặc định của nó. Thì anh em nhìn thấy này, có về sát thương này, có giảm thời gian hồi chiêu và cũng như là có chống chịu này, khá là lợi. Đó, ok, đây là cái đồ mặc định nó nhá. Thì mình sẽ chơi qua một vài trận và mình sẽ thay đổi nó đi. Kiểu gì cũng phải thay đổi thôi. Rồi, bắt đầu là sẽ thử mua tướng này. Mua tướng nha. Mua bằng vàng đi, vàng mình rất là nhiều. Rồi, ok. Rồi mà, wow, khá là đẹp. Đó. Rồi. Rồi, ok, thử nha. Thử xem đọc mẹo của nó nào. Mẹo chơi Roma: lưu ý giữ khoảng cách giữa Roma và kẻ địch. Nếu chúng tiến đến quá gần, hãy tận dụng lấy tiến làm lui để vừa công kích vừa rút lui hiệu quả. Đó, thế nên là con này vừa tiến được và vừa thủ được. Ok, kiếm khách tài ba. Giống như kiểu họ hàng với Murat thì phải, đây theo cảm tưởng của mình thôi. Một anh chàng rất là cao to lực lưỡng và rất là bí hiểm.
Rồi, không biết là giọng của mình có dễ nghe không thì sáng sớm mới ngủ dậy vẫn còn lơ tơ mơ lắm. Đó, 4 giờ 8 rồi. Thì cố up clip này, nói chung thì dậy sớm là mình biết hôm nay sẽ ra từng mới mà. Tại vì bản chính có từng mới thì bản thử nghiệm sẽ có từng mới thôi. Thì cố dậy sớm làm clip thông báo cho anh em trước khi nhờ anh em đi học. Đó, rồi. Ok. Đó, vào đây rồi nha. Bây giờ mình sẽ từ nâng cấp nó lên level 4 luôn này. Đó. Để im cái giảm thời gian hồi chiều như vậy. Rồi. Nội tại của nó đây, lần đánh thường trở nên lợi hại hơn. Khi mà phép đánh thường của nó là đấy, thế là mất mất cái nội tại rồi. Phép đánh thường của nó là nhìn có vẻ là rất là to. Chiêu đầu tiên, wow, lộn à. Oh, giống kiểu Nakroth vậy. Thế nên anh em phải để ý nhá. Đây đây, mình sẽ thử luôn cho anh em này. Đấy, cái chiêu đầu tiên nếu mà kết hợp nội tại đâu. Cái nội tại của nó là đánh xa hơn nhá, vừa nó xong này nhỉ. Đây nhá, đây là đang có nội tại này. Nội tại đây nha anh em nhìn nhá, lần đánh thường trở nên lợi hại hơn nhá. Đấy, chém một phát là dài hơn đúng không? Thường thường nếu đánh thường như này thì rất là ngắn. Còn cái có nội tại thì nó sẽ lợi hại hơn và chém ra xa. Cái thời gian nội hồi nội tại thì khá nhanh. Cái chiêu đầu tiên này, nếu anh em muốn lướt về phía trước thì anh em phải lùi lại đằng sau thì phải. Đúng không nhỉ? Đó ha. Giống Nakroth đâu. Anh em nào chơi Nakroth thì biết nhá. Ok. Chiêu này rất là giống cái chiêu đầu tiên của nó. Rất là giống Nakroth. Đây đây đây. Đó, lấy lui làm tiến. Đấy, lấy lui làm tiến này, đây là xoay tròn này, ra đằng trước này. Đấy, rồi. Ok, kỹ năng anh em cần phải cao nhá. Rồi, chiêu thứ hai mình sẽ giới thiệu luôn qua chiêu thứ hai của nó. Gì đây? Một đao bổ đôi từ ra tiến tử nhá. Ôi, wow. Tưởng một đao bổ đôi từ trên trời rơi xuống này, ông ấy lôi tình kiếm ra ông chọc sột phát. Là khá là thú vị nhỉ. Gây sát thương cao. Lợi là cho vị tướng này là có một thanh kiếm khá là dài. Đây này cấu gì ạ? Đấy, vị tướng này cấu gì? Wow, tráng nhá. Bây giờ mình biết này. Đây rồi, nạn nhân cuối cùng trúng chiêu sẽ bị làm tráng. Ví dụ một đường thẳng nha, thên này đứng với vị các vị tướng khác ở lần team địch nhá, thì xem nào làm, không biết là làm được tráng con lính thứ hai không nhỉ? Đây đây. Đó, tráng được con lính thứ hai nhá. Là nạn nhân cuối cùng sẽ bị làm tráng là đứng sau tất cả các thanh kiếm này. Ok. Thế là khá là đơn giản. Lộn ở trước này. Ok. Từ từ sẽ tí nữa sẽ có lính thì mình sẽ là thử làm thêm một lần nữa cho anh em. Đó, đây nha. Con lính đầu tiên này. Con lính đầu tiên chắc chắn sẽ không bị làm tráng. Con lính thứ hai sẽ bị làm tráng. Đó. Con lính đầu tiên sẽ không bị làm tráng. Ok, anh em để ý chưa? Rồi. Kết luận là cái nội tại của nó là giúp cho đòn đánh thường của vị tướng này lợi hại hơn và có khả năng tầm đánh xa. Chiêu thứ nhất của nó thì giống Nakroth. Nếu anh em muốn tiến về phía trước phải đẩy lùi cái mũi tên này ra. Đó. Chiêu thứ hai của nó là gây sát thương bằng vật lý bằng một đường thẳng và có thể làm tráng đối phương bằng đối phương đứng vị trí thứ hai nha. À nó không phải vị trí thứ hai mà vị trí cuối cùng. Rồi. Đến cái chiêu cuối cùng là loạn đao này, xem nào loạn đao. Loạn đao. Vãi, thế này thì chấm hết rồi, nhái của Jaffit rồi. Không còn gì mà nói nữa, đúng là nhái của Jaffit luôn anh em. Chuẩn luôn. À một cái điều nữa bây giờ mình cứ để ý là vị tướng này không dùng mana nha. Thế thì quá là bá đạo rồi. Không có nội năng, không có mana thì quá là bá đạo rồi đúng không? Đấy. Wow. Và một điều nữa là mới level 6 thôi nó có 10 giây hồi chiêu bằng cái chiêu cuối. Thế là em đủ biết là nó có bá đạo như nào rồi. 10 giây hồi chiêu cuối và không dùng mana kèm theo sát thương rất là cao. Ok. Ai. Quá là kinh khủng rồi. Đấy nha, ví dụ anh em không dùng quen anh em đặt nó về trước này. Muốn tấn công nó mà đặt tiến trước là nó sẽ nảy lùi đằng sau đấy chưa? Này chiêu đầu tiên này. Đó. Rồi đến loạn đao thôi. Ok, rất là giống như kiểu là Jaffit luôn. Con này thì anh em phải luyện nhiều rồi. Không còn gì phải nói đâu. Đó. Rồi, bắt đầu thử xem về cái trang bị của nó. Bắt đầu mình gọi là mình nói chung thì test cái trang bị mặc định thôi xem nó như thế nào. Ok. Gọi là xin ngân hàng cấp cho ít tiền nha. Ngân hàng ít cấp ít cho tiền thôi, gọi là đi cấp ngân hàng cướp nhà băng. Rồi rất là nhiều tiền. Rất là lắm tiền cho thanh niên này lên cấp cái thanh niên máy lên cấp. Ok. Bật vô địch khủy hồi chiêu. Bắt đầu kiểu nghịch thể loại trôn trôn. Vui nhá. Đó. À một cái này thì ra phép à. Thôi kệ cứ lên. À thôi, mình sẽ tự chế cái đồ của mình đi. Xem nó có bá như nào. Công này. Thì con này lên cái thương xuyên phá trước đi. Gọi là nghịch thôi. Mình chưa chơi trận nào. Đây là mình mới mưa. Mình test thử về cái ấy mà. Ok. Nếu mà sát thương nó cao thì có thể là ở đầu game thì thôi. Lên luôn thương long đi. Ok. Rồi thanh kiếm này nghịch nha.
quỷ kiếm đi, hút máu mình bật rồi đây bật lên cái này nó mới khỏe. Rồi ok đó, nghịch thôi nhá anh em, cầm nhầm đá ok đó. Đấy, một sột vào. À, lúc giật lại anh em có thể gây sát thương ạ. Đó, gây sát thương nhá. Gây sát thương đấy lần trước đấy. Khá là khó chơi đấy. À, nhưng mà con này thì mình cảm tưởng nếu mà nó cơ động thì cơ động bằng cái chiêu này, không biết nó nhảy được qua tường không. Đây mình sẽ thử luôn cho anh em xem này. À, vẫn nhảy được qua tường nhá. Một điều rất là quan trọng xem nhảy được qua tường dày không. Vẫn nhảy được luôn. Thế là như thế nào rồi? Nó có cơ động không ạ? Quá là cơ động luôn đấy. Thế mình vừa nói mình trả lời nhá. Ôi thôi, đứng sát sát một chút. Ồ, cái dày, tường này nó dày vậy. Đấy, rồi. Ok. Nào, Zephyr đây, đây là người anh em của Zephyr. Một, hai, ba, bốn này, rút tay, rút kiếm liên tọi luôn. Đấy, sột liên tọi. Ấy rồi. Rồi, mình sẽ thử phóng to lên này. Hai, ba. Ôi, ôi. Ồ, bây giờ để ý vị tướng này lúc ra chiêu là anh em nhìn nhá, cầm có một tay thôi, không có hai tay đâu. À, thanh niên này như kiểu tay bên kia kiểu như kiểu dương quá rồi, phế nhân thì phải. Đây 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 làm gì thấy gì đâu. À, lúc đánh nhau này, đánh nhau cũng chỉ một tay thôi, vâng, rất giống Quan Vũ kiểu đánh nhau riêng chuyên trị cầm một tay đấy đấy đấy, đấy chỉ một tay nhá, không có hai tay đâu. Đây là mình đang phóng to, phi kiếm cũng chỉ một tay thôi. Đây đây quay quay đầu này đây, đấy nhá, đó một tay thôi, còn tay bên kia vẫn để im. À, chiêu thứ nhất vẫn dùng một tay. À, lộn nhá, lộn này, lộn vẫn vậy thôi. Ok, công phu của nó khá là đỉnh. Rồi, giới thiệu qua cho anh em mình như vậy nhá. Rồi, hiện tại thì làm clip này, ôi, 15 rồi à? Thế là gần được 10 phút rồi đúng không nhỉ? Thì thôi, đấy gọi là giới thiệu qua cho anh em về cái chiêu thức của nó, vậy là chắc anh em hiểu rồi. Thì đến trưa nay thì mình sẽ cố ra clip về vị tướng này nhá, ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình. Hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Nhớ đăng ký đấy.